Hai mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh review tool của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với mọi người một cái ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh trên hệ điều hành Android. Thì đây là một cái ứng dụng mình cảm thấy là nó rất là đỉnh, nó chỉnh ảnh cực kỳ tuyệt vời mà chúng ta không cần phải thao tác gì hết. Thì nó là ứng dụng Lightroom Mobile. Thì hiện nay giá trên thị trường á, thì mình thấy nó có chỗ là có bạn thì bán 150.000, các bạn bán 200 với đầy đủ full chức năng và khoảng từ 1.000 đến 2.000 bản màu cái preset đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái thủ thuật cho các bạn, mình add cái preset á, cái bảng màu vào trong cái ứng dụng Lightroom trên điện thoại của các bạn. Thì cái bước đầu tiên á, là các bạn vào trong Shop Play, các bạn gọi cho mình cái từ Lightroom nè, mình đã gọi sẵn rồi. Đây, Lightroom. Rồi xong chúng ta mở ra. Rồi bước tiếp theo là các bạn đăng ký một cái tài khoản Google hay là Facebook gì đó để chúng ta có thể sử dụng được cái tài khoản Adobe này để sử dụng ứng dụng Lightroom. Thì mình sẽ đăng ký các bạn xem ha. Rồi cái bước tiếp theo là các bạn, nó sẽ gửi một cái đoạn mã về trong cái mail của bạn đó. Thì bắt buộc các bạn phải vào cái mail của mình để lấy cái mã code. À, như cái này mình nó đang đăng nhập sẵn rồi. Rồi. Vậy là cái khi nãy mình có đăng ký thử mấy nick thì nó lại báo nhập mã code về mail. Cái này nó cho lại vào, cho vào thẳng luôn. Thôi, này không quan trọng lắm. Nếu mà khi mà các bạn đăng ký mà nó có báo gửi code về mail thì các bạn cứ vào cái mail của mình rồi mình nhập cái mã code vào trong cái ứng dụng thì rồi chúng ta sẽ sử dụng được thôi. Rồi. Cái bước tiếp theo là những mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bảng màu mà mình đã tải về sẵn. Thì những cái bảng màu này mình thấy là nó cũng đã hot, nó đang hot trong cái với Lightroom mà mình thấy nó chỉnh sửa ảnh cũng rất là đẹp. Khoảng 40 mấy bảng màu đó. Thì cái bước tiếp theo là mình sẽ để cái link tải cái bảng màu preset này ở dưới cái phần bình luận ghim nha các bạn. Là các bạn tải về. Đây mình có để sẵn cái file mình để sẵn đây này. Đó, khi mà các bạn vào điện thoại á, mình nhập dán cái link vào này. Các bạn nhấn vào cái mũi tên này nè. Thì nó sẽ trên điện thoại các bạn nó sẽ tải về. Khi nãy mình đã tải về sẵn rồi, thì bây giờ nó hỏi là mình có download nữa hay không. Thì mình vẫn download cho các bạn xem luôn ha. Các bạn đợi một chút nha. Thì với cái thủ thuật này mình hướng dẫn cho các bạn, các bạn xem xong rồi mình hiểu rồi, có thể mình lên trên Google mình search các từ như là free mobile Lightroom reset gì đó, thì người ta sẽ ở trên mạng hiện nay người ta chia sẻ những cái bản reset rất là đẹp mà miễn phí rất là nhiều nha các bạn nha, nếu các bạn chịu khó tìm hiểu. Rồi, cái file đã được tải về đây.
thì khi mà cái file mà mình chia sẻ với các bạn nó là đuôi chấm ra này, các bạn lưu ý nha, đuôi chấm ra, thì với một cái ứng dụng quản lý tập tin ở trên điện thoại có sẵn trên điện thoại đó, thì các bạn không thể nào mà mình giải nén ra được hết đó. Đây mình thử với bạn xem nha, đây nó bảo lỗi giải nén tệp nè, vui lòng kiểm tra lại. Rồi tới cái bước này thì mình đó, mình giải nén ở đây không được, tại vì cái ứng dụng này nó không hỗ trợ giải nén cái tập tin chấm ra này. Rồi bước tiếp theo mình cũng để một cái link của một cái ứng dụng là nó là ES file duyệt tập tin bản full premium nha bạn. Thì mình cũng để nó ở cái phần link, phần comment bình luận đó. Các bạn tải cái ứng dụng nó về xong rồi mình cài đặt, thì ở đây mình đã tải về sẵn rồi, mình hướng dẫn cho bạn xem. Như mình cái này nè, cái file quản lý tập tin nè, nó đã được mode rồi, bản full rồi, các bạn cứ tải cái bản này về. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo là mình sẽ cài đặt cái file này nha, cái ứng dụng này. Các bạn đợi một chút nha, máy mình dạo này nó hơi chậm. Mình tin là với một cái chút thủ thuật mình chia sẻ cho các bạn đó, thì các bạn sẽ có những tấm hình sống ảo cực kỳ đỉnh. Đây, bây giờ mình mở cái ứng dụng mà quản lý tập tin mà mình chia sẻ cho các bạn đó nha. Rồi chúng ta vào trong này. Thì khi mà các bạn vào trong cái bộ nhớ trong á, thì nó sẽ bắt yêu cầu cái quyền truy cập bộ nhớ, thì các bạn cứ cấp quyền hết nha. Cái ứng dụng ES duyệt tập tin này nó rất là hay, nó cho bạn quản lý những cái file trên cái điện thoại của bạn y như là trên PC, y như là trên PC vậy đó. Đây, các bạn vào chỗ quyền hạn nè, các bạn bật hết ba cái tính này cho mình nha, chỗ quyền hạn này nhớ nha các bạn, bật hết bộ nhớ nè, gọi điện máy ảnh nè, các bạn bật hết cho nó được quyền sử dụng những cái chức năng này ở trên điện thoại của mình. Rồi hiển thị qua các ứng dụng khác nè, các bạn bật lên, thay đổi cài đặt hệ thống cho luôn. Rồi đây, và khi mà đây nè, đây là cái bộ nhớ trong cái điện thoại của mình nè, khi các bạn có điện thoại của bạn có thể nhớ thì nó sẽ báo hiện ra đây hết. Rồi mình vào đây, thì thông thường mà trên cái điện thoại điều hành Android á, khi mà các bạn tải một cái ứng dụng nào về hay là một cái hình ảnh hay một cái file nào đó, thì nó sẽ luôn nằm trong cái thư mục download này nè nha các bạn nha. Đây mình đã tải sẵn, nó nằm này, nằm trong file này. Bây giờ mình sẽ kết nó ra. Cho nó vào folder khác. Tới này các bạn bấm im vào cái tích cái file này nha. Rồi xong các bạn bấm mình vào chữ chuyển vào nè, vào đây nè, chữ chuyển vào. Đó, mình di chuyển nó qua một cái folder khác. Hồi nãy mình có tạo sẵn cái folder nè, cho nó dễ bung, nó giải nén ra, nó gom gọn lại trong một cái folder,
Thì khi nãy mình đã có làm sẵn nữa rồi, nhưng mà mình vẫn thao tác cho các bạn xem nha. Thì mình chuyển qua đây mình đóng ok thôi. À, tại vì có một cái tập tin nó nằm sẵn đó rồi nên nó sẽ báo là ghi đề. Thì ở đây mình sẽ ghi đề luôn. Rồi đã chuyển xong. Rồi các bạn bắt ra. Rồi bước tiếp theo là mình vào cái trong cái folder nè, Lightroom nè. Bây giờ mình sẽ xóa cái này chứ. Rồi. Đây tới cái bước mình các bạn giải nén cái tập tin mà những cái bảng màu mình chia sẻ đó. Các bạn bấm nhấn im vào trong cái folder này nha. Rồi, vào chỗ chữ thêm nè. Vào chỗ chữ thêm nè. Đó. Các bạn sẽ thấy giải nén vào nè. Nó có ba dòng. Một là mình giải nén vào. Nói chung hai cái này, cái tích 1 và tích 2 nó cũng giống như nhau thôi. Giải nén vào chung cái folder mà mình đang đang nó nằm cái va chấm ra, nó nằm chung luôn đó. Còn cái thứ ba là mình sẽ chọn đường dẫn cho một cái folder nào đó mà các bạn chọn ở trên cái ở trong cái bộ nhớ điện thoại của các bạn. Thì ở đây mình sẽ chọn đường dẫn hiện hành nha. Rồi mình giải nén nó ra. Okay, tổng cộng là 47 cái bảng màu. Rồi, bước tiếp theo nè. Thì ở đây mình sẽ mở cái bảng màu cho các bạn xem nha. Đây, tông màu hình nè. Các bạn thấy rất là ảo không? Rất là đẹp nha. Rồi. Rồi cái bước tiếp theo nè. Các bạn nhấn vào đây. Nhấn im vào một cái các bạn nhấn im vào một cái file nào đó trong cái bốn trong những cái bảng màu này. Xong rồi các bạn bấm vào cái tích trên này. Chọn tất cả nè. Nhưng mà nhớ trừ ra cái file ra hồi nãy mình giải nén. Bỏ nó ra. Rồi. Sau đó các bạn vào chữ thêm. Rồi các bạn vào chữ chia sẻ. Rồi, chúng ta cho nó vào cái tích này, thêm vào Lightroom nè. Thì những cái bảng màu nó sẽ tự động nó nhập vào trong cái ứng dụng Lightroom của mình. Rồi. Vậy là sao đây là mình đã nhập bảng màu xong rồi. Rồi bây giờ mình ra màn hình chính nha. Chúng ta vào ứng dụng. Đây các bạn thấy nó đang cập nhật từ từ nha, nó đang chạy từ từ. 3 5 6 nè. Thì mình đợi cho nó đủ hết 4 và 7 bảng màu để mình vào. Đây, đây. Thì những cái bảng màu này mình tải về thì mình thấy nó cũng đang hot rồi đó. Nhưng mà các bạn có thể nếu mà có những cái bảng màu nào nó đang mới ra nữa thì các bạn có thể lên trên Google mình search các bạn gõ từ là Lightroom Mobile Reset Free hoặc là bảng màu Lightroom Mobile Free. Đúng, thì trên mạng cộng đồng người ta chia sẻ những cái bảng màu free rất là nhiều. Mình chịu khó mình tải về rồi mình thiết lập rồi mình đổi tên thôi, không có gì cả. Okay, còn 5 cái nữa thôi mình vào luôn này. Đây. Đây, ví dụ như là các bạn để ý nha. Những bảng màu này nè. Đây là công thức màu. Thì cái bảng này á các bạn vào phần thông tin. Hiện thông tin nè.
nó sẽ hiện là ví dụ như Coffee House đó, thì cái tên của bảng màu người ta chia sẻ thôi. Nhưng mà ví dụ mình cái tông này là mình cái tông cam cam nhạt đi, các bạn đọc đặt đặt tên của bảng màu đó. Bây giờ sau khi các bạn thấy cái bảng màu này vào, mình vào trong đây nè. Rồi mình vào đây, bạn vào là chữ ba chấm nha. Rồi vào chỗ tạo thiết đặt sẵn nè, thì các bạn đừng có tích vào những cái hàng này, cứ để nó nguyên si đi. Đây là những cái người ta chỉnh ánh sáng màu sắc theo cái chế độ đó rồi. Đây các bạn nhập cái tên mà mình lưu lại cho dễ nhớ đó, thí dụ như mình sẽ đặt là cam nhạc đi ha. À, mình đã có những cái bảng màu sẵn ở trong đây thì mình sẽ đổi tên nó là cam nhạc 1 đi, cam nhạc tết. Đây, rồi chúng ta bấm vào cái tích này nè là các bạn đã lưu xong một cái bảng màu rồi. Rồi tương tự những cái bảng màu dưới đây cũng vậy. Đây như cái file này này, như cái hình này thì nó là file Tokyo chụp đường phố rất là ảo, chụp khung cảnh đường phố đó các bạn. Thì giờ ở đây mình sẽ chỉnh cái này cho bạn xem nha, mình tạo thiết độ sẵn rồi. Tokyo test. Vậy là xong rồi đó. Rồi tương tự những cái bảng màu còn lại thì các bạn cứ đặt tên cho mình dễ nhớ rồi đó. Xong rồi khi mà lưu xong hết rồi, nếu mà bạn không muốn nó lộn xộn trong cái file mà folder ảnh thì mình xóa hết đi, xóa hết những cái những bảng màu đi. Đây nè, còn mình có những cái file mình tải trên mạng về của các bạn nào này. Hồ Vũ Huy nè, thì cái bảng này bạn ghi cũng rất là rõ với cái thông tin này. Đó, nó là Sunshine Wensigo này nè, rồi mình đặt tên theo từng bảng màu. Rồi đây, có bảng màu hồng hồng tiết tiết nữa nè, rất là nhiều bảng màu mình chỉnh thấy đẹp rồi mình tải về mình chia sẻ cho các bạn. Đây là như tông đỏ gold này. Đây có những bảng màu người ta để nó chi tiết là đỏ gold nè, thì các bạn cứ tạo thiết đặt sẵn đó, rồi mình nhập đỏ gold. Rồi ở đây nó có một cái tông lá đỏ nha các bạn nha. Tông này là tông tông anime, tông hoạt hình đường phố. Tông này cũng đẹp lắm các bạn. Để mình tìm cái tông lá đỏ đó. Đây.
cái tông này là nó là tông lá đỏ nè, nhưng mà không hiểu sao trong cái hình này vàng, tên của nó là Red Bat này nè. Ok, mình sẽ tạo cái này nè, test cho các bạn xem. Lá đỏ thần thánh. Rồi các bạn cứ tìm hiểu nha. Mình có để một cái tông, nó có tông tông xanh bát hai đó, các bạn tìm cho mình thì tông xanh bát hai nó cũng rất là đẹp. Cam bát này, đây là cam đậm này các bạn nè. Rồi sau khi mà các bạn mình tạo thiết đặc sẵn cho những cái bảng màu này nè, thì các bạn tải hình về. Đây, cái tông đây là cái tông xanh hai này cũng đẹp lắm các bạn. Thì có gì các bạn tải về rồi mình tạo tên rồi tìm hiểu cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh sửa khung cảnh cho các bạn xem nha. Đây, mình vào cái phần thêm ảnh. Các bạn có thể thêm từ bộ sưu tập của các bạn nó còn ở đây, mình đã lưu sẵn một cái file ảnh, folder ảnh để mình chỉnh sửa cho các bạn xem. Ok, sẽ chia sẻ nó vào đây rồi. Cập nhật rất là nhanh nha các bạn nha. Rồi nó sắp xếp theo thời gian những cái file nào mà trong cái phải, người ta có chứa cái ngày chụp gì đó thì nó sắp xếp theo thời gian đó. Rồi mình sẽ chỉnh thử tấm hình này nha các bạn nha. Các bạn vào thiết đặt sẵn nè, cái tông hồi nãy mà khi mình chỉnh là lá đỏ nè. Không phải rồi, để mình chỉnh này cho các bạn. Đây, tông đỏ gold test nè, các bạn thấy nó đổi rất là ảo diệu luôn. Đây, tông lá đỏ nó từ màu vàng mà nó chuyển qua màu xanh luôn. Thì cái hồi nãy cái reset này mình chỉnh nó bị nhầm rồi, đúng tông lá đỏ mình để trong đây nè. Đây, lá đỏ thần thánh nè. Các bạn thấy ứng dụng nói chung mình thấy cảm nhận nó rất là đỉnh. Đây là những cái bảng màu mình đã tải về, mình áp sẵn trong máy rồi.
cũng như cái bản mà mình chia sẻ với các bạn thôi. Đây Tokyo Hotel này, đây các bạn thấy nó thay đổi không, rất ảo. Rồi mình chỉnh cái tưởng tổng hoạt hình cho các bạn xem nha, anime đây rất là đẹp nha các bạn nha. Mình tắt cái này để mình cho các bạn xem cái cảnh góc nha, nhìn nha, nhìn cái cảnh góc này rồi với lại cảnh anime nè. Thật sự rất là vi diệu luôn. Mình cầm cái điện thoại Huawei thì mình chụp hình xong mình nhờ cái app này mình chỉnh ảnh nó rất là đẹp luôn các bạn, quá ảo. Đây tông cam hồng, cam nhạt nè, cam nhạc Tết thì nãy mình ấy mình chỉnh các bạn nha. Cam bass nó có cái ứng dụng cái bảng màu này cũng hay này, Cyberpunk thì tùy vào từng cái khung cảnh mà bạn chụp trong nhà ngoài phố hay là khung cảnh thiên nhiên thì mình lựa chọn những cái bảng màu cho nó, mình chỉnh cho nó phù hợp với lại cái khung cảnh thôi. Đây những cái bản du lịch này của bạn, bạn như Tinh Huy nãy mình có chia sẻ với các bạn, những cái bản Platosenko này mình có để trong cái bảng màu sẵn, thì cái bản này mình chỉnh cho trong nhà thôi, chụp hình những cái hình trong nhà đó. Đây có xanh ngọc nè, xanh bát hai nè, với cái tông xanh bát hai này nè các bạn chỉnh với những cái tấm hình mà ngoài trời nhiều á, có hình bầu trời rồi nhiều thì chỉnh rất là đẹp. Rồi để mình tìm cái logo cho các bạn. Đây, những cái tông màu này cũng rất là đẹp nha các bạn nha, cam sáng nè, ở trên đây thì nó có đầy sẵn rồi, cam bát rồi cam sáng nè, thì các bạn chỉ việc tải về rồi mình điền vào thôi, điền tên vào thôi. Đây là cái gold, cái màu đỏ gold nhưng mà mình chụp trong nhà nó sẽ đẹp hơn. Đây là màu xám Noel. Màu xanh trầm, màu trắng này, cam selfie này, tông hoạt hình này, cái này là đúng là cái tông nó là màu. Ok thì sau khi mình chia sẻ file lên cho các bạn thì mình sẽ thêm vào cái tông lá đỏ này, chắc mình thêm bị thiếu rồi. Ok mình hướng dẫn cho các bạn tới đây là xong ha. Thì đó, các bạn cứ nhớ mình tạo tí đặc sản như vậy thôi. Rồi có thể mà các bạn muốn tìm thêm những cái bảng màu mới đó thì mình lên trên Google mình search, mình gõ ở đây mình sẽ test cho các bạn xem, mình gõ từ free mô
Các bạn lưu ý là phải tải cái file có chữ DNG này nha. Phải tải file có đuôi chấm là DNG này nè, là mới đúng là bản màu thì mình tải về. Đó, rất là nhiều cái bản màu người ta chia sẻ nè. Free mobile download đó. Các bạn mình vào đó rồi mình tải về rồi mình đổi tên lại thôi. Không có gì khó cả. Đây đó, đã để sẵn cái bản cho mình download vậy nè. Rồi. Rồi, vậy mình xin kết thúc phần hướng dẫn cho các bạn ha. Chúc các bạn có những tấm hình cực kỳ đỉnh, cực kỳ chất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip video của mình. Thì nếu các bạn thấy hay á, thì nhớ ấn like video, subscribe kênh và bật chuông để nhận thông báo những clip mới tiếp theo của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.